Kính chào quý khán thính giả, hôm nay tôi sẽ đọc chuyện Trẻ con không được ăn thịt chó. Hắn hút đến điếu này là điếu thứ ba, điếu thứ ba điếu thông luôn. Cái thuốc lào hút vào mỗi một buổi sáng lạnh lạnh như buổi sáng hôm nay, sao mà ngon thế, khói đậm đà như vị mật, thấm qua lưỡi để pha vào với nhau, lan đi từng thớ thịt, làm da dịt thịt đê mê. Đôi mắt hắn gà gà, hơi thở phì phò như ống bể lò rèn, nhưng ngón tay lờ rờ trên không khí mơn man một dáng hình tưởng tượng. Như thế đã trong vài ba phút, rồi cơn say lại nhạt. Cái thú vị chính là ở đó. Những cơn say nếu kéo dài ra tất thành nôn nao, như người ta đâm chúi đầu vào bức vách hoặc xèo dãi ra như một con chó trước khi hóa dại. Còn cái gì thô tục bằng. Đằng này những cơn say rất chóng qua, người hút vừa hút xong đã lại muốn hút luôn điếu nữa. Hút đằng bằng nào cũng không biết chán. Hút đi, hút lại mà vẫn thấy ngon. Cái điếu là một vật vô tri mà dường như cũng biết nịnh đời. Vốn dĩ xưa nay nó là một cái điếu rất tồi, hút không kêu. Nó chỉ xìn xịt như một tiếng vật gì mà bị ẩm, nghe chán lắm. Thế mà hôm nay chẳng biết cao hứng thế nào, nó lại kêu. Những tiếng nổ tanh tách nảy lên trên không khí khô nỏ và trong veo của một mùa thu, như những chuỗi cứ cười giòn. À, thì ra cho cái điếu hình như cũng có hồn. Vào một buổi sáng mát mẻ như buổi sáng hôm nay, tự nhiên nó lại hết ươn ao và thấy cần phải ầm ĩ thì mới khoái. Người cũng vậy. Hắn thấy lúc này mà bỏ gối ngồi nhà thì cái đời thật là khổ. Ấy thế là hắn càu nhàu chửi tục. Hắn chửi những quân hàng bưởi không chịu đến mua cây bưởi đào. Nhà hắn đã để có 5 đồng mà tiêu, 5 đồng bạc. Mắt hắn sáng hẳn lên một chút. Chúng có vẻ vừa trông thấy con chó thui béo căng và vàng óng treo lủng lẳng trên bên trên cái trống hàng mà nhà mụ Tam. Nước dãi tứa ra đầy miệng. Hắn và một hơi rượu rất mong manh thoáng qua mũi rồi vụt biến. Chà, hôm nay mát trời lắm nhỉ. Rượu với thịt chó mà lại gặp được khí trời mát thì ngon biết chừng nào là ngon. Hắn nuốt nước dãi 3-4 lượt. Rồi hắn lại nhịt thuốc vào lõ điếu, châm đón hút thêm một điếu nữa. Cái điếu vẫn kêu tanh tách, nhưng khói thuốc bây giờ sao nhạt thế. Khi đang hút thì loại nhạt như nước lã, mà hút xong thì lại hơi đắng miệng. Hắn nhổ nước bọt vào chân cột rồi chép chép môi, vừa hếch mặt lên nhìn trên nóc nhà. Rượu, thịt chó, rượu, thịt chó. Óc hắn cứ luẩn quẩn nghĩ đến hai thứ ấy. Sắc vàng bóng của một cái mông con chó thui nhầy nhầy mỡ với sắc xanh nhạt của một chai văn điển đầy ấm áp mà cứ lần lượt hiện ra. Mát trời thế này mà được uống rượu thì quá tuyệt. Nhưng đào đâu ra tiền. Ấy thế là hắn lại chửi những quân hàng bưởi. Rồi nhân tiện hắn chửi luôn vợ hắn. Cái con mèo mù đờ đớn mãi. Bưởi chín đã gần muốn rụng mà vẫn chưa chịu rước người vào mua. Chửi chán hắn tặc lưỡi một cái để bảo hắn rằng không chửi nữa. Hắn quăng mạnh hai chân xuống đất để đứng lên và ra đi. Hắn đi cúi mặt, bước những bước mải mốt và quả quyết. Người ta tưởng hắn đã định sẵn một nơi nào để đến. Nhưng không phải, đến đầu ngõ, hắn tần ngần đứng lại. Bởi đến đầu ngõ, hắn gặp một con đường hai ngã, biết đi ngã dưới hay ngã trên. Đi ngã dưới thì tức là đến nhà con mẹ Vụ để gả bán non cho nó 10 gốc chuối. Nhưng con mẹ Vụ đã sẽ nhớ ra rằng đã có lần hắn bán cho thị 10 gốc chuối khác lấy 2 đồng bạc, đi sóc đĩa rồi lại bán lại lần nữa cho người khác lấy ngót 2 đồng bạc. Giá mỗi cây chuối cố sinh ra lấy 2 buồng thì hắn không đến nỗi là con người lật lọng đâu. Nhưng cái giống chuối từ cổ chí kim mỗi cây chỉ sinh được 1 buồng. Vậy thì hắn được đích thực là một con người hay lật lọng. Thì hắn là người lật lọng. Vậy thì đã sao? Không sao cả. Bởi ai chửi hắn luôn 3 hôm mới biết rằng chửi hắn là vô ích thật. Chửi hắn thì mỏi miệng, nhưng lên buộc chỉ cổ tay để nhớ cho thật kỹ. Từ đây bây giờ đừng bao giờ dại dột tham lợi mà mua chuối non nhà hắn một lần thứ hai. Con mẹ Vụ sẽ không mua chuối non cho hắn một lần thứ hai. Không những thế, rất có thể nó sẽ xỉa sói vào mặt hắn mà mắng cho đến nhục. Vậy thì cái ngả dưới rành rành là bất lợi. Hắn quay mặt về ngả trên. Thế nghĩa là cứ đến thẳng hàng thịt chó nhà mụ Tam. Nhưng mụ Tam vốn không ưa bán chịu, mà hắn thì lại đã chịu của mụ luôn 3-4 bữa, chứ đào đâu ra tiền mà trả. Cái mặt mụ chắc chắn sẽ không được tươi tỉnh lắm. Mụ sẽ vác nó lên, mụ sẽ nhìn thấy cái tổ chim vô hình trên lưng chừng một cây tre ở trước cửa.
Phải, cái tổ chim trên ngọn tre gần hàng nhà mụ, chứ không thèm nhìn hắn. Nếu hắn có lại nhài lắm thì mụ sẽ hướng đôi mắt hướng lên lóc trời xanh mà bảo hắn trả nợ cô đi rồi hãy ăn. Như vậy cũng nhục, hắn dùng rằng không nỡ bước, trong khi ấy thì nước dãi từ tầng từ từ dâng lên miệng hắn. Rượu thịt chó, rượu thịt chó. Trước mắt hắn lại lập lòe hai sắc vàng bóng và xanh nhợt. Hắn nuốt nước dãi kêu ừng ực, rồi hắn tặc lưỡi kêu một cái để ra hiệu cho hắn đừng do dự nữa. Việc gì mà phải do dự, thịt chó của mụ tam để bán chứ không phải để cho ôi thối. Còn hắn muốn ăn thì phải mua, không có tiền mua thì chịu, trời sinh ra thế. Dầu rằng mụ tam không ưa bán chịu thì hắn cũng chịu luôn được bao bữa rồi, thêm một bữa nữa thì đã sao ấy. Thế là hắn bước nhanh nhẹn và vui vẻ y như một ông phó mới đến một đám mời ăn khao. Nhưng gần đến hàng mụ tam, hắn nghe tiếng mụ tam the thé đích là mụ này vừa xoắn được một kẻ ăn hàng chịu mất mặt mất mũi, bây giờ mới thấy đen đủi thực. Hắn tần ngần đứng lại để nghe ngóng xem sao đã. Chà, con mụ la sát này thật là chua ngoa. Nó đã bảo người kia ăn mà không muốn trả thì ăn này ăn nọ cho con nó, miếng ăn là miếng nhục, thế này thì khó mà lòng mà nuốt được cho trôi được. Hắn thở dài một tiếng quay trở về. Bây giờ thì những bước đi thẫn thờ hơn, hắn thấy người mệt mỏi, chân tay rã rời. Đúng là một anh nghiện đến bữa chưa được hút. Thỉnh thoảng hắn lại đưa tay che miệng ngáp thật to như một con trâu nghéo, nước mắt ứa ra ỏng ọc khỏi một rặng tre cao. Đến cánh đồng nắng bừng lên, nắng mùa thu dịu dịu, trời thì đẹp. Cánh đồng lúa mơn mởn tươi, run gần gợn như một làn da quen ủ kín đột nhiên phơi ra gió lạnh. Phong cảnh quyến rũ như một nhan sắc hoàn toàn nảy nở. Chao ôi, giá hắn không bận nghĩ đến rượu và thịt chó, giá hắn không khổ sở vì một cái dạ dày ưa đòi hỏi thì hắn đã sung sướng lắm. Nhưng hắn lại thèm rượu và thịt chó mà không được uống rượu, ăn thịt chó. Bởi vậy hắn cho là đời thật đáng buồn, kiếp người nản lắm. Trời thì cay nghiệt như một bà già thiếu ăn ngay từ lúc còn thơ, mà cái nắng hanh của mùa thu vô cùng khó chịu. Đầu hắn ngoẹo xuống vai, đôi mắt hắn lim dim, hắn có vẻ vừa đi vừa ngủ. Hắn đã gần như ngủ thật thì bỗng một việc làm hắn đột nhiên tươi tỉnh. Ấy là lúc hắn thật lò dò về đến sân. Hắn đang đi bỗng giật mình, một con chó đang thiêu thiêu trong một bụi rong ở đầu sân nhảy choang ra, một tí nữa thì đớp vào chân hắn. Hắn nhảy cẫng lên một cái và hắn sực nhớ ra rằng nhà hắn có một con chó vẹn. Con chó vẹn ấy hay trông gà hóa quốc lên lắm lắm khi trực đớp cả chân người nhà. Đó là một cái tật không thể tha thứ được, bởi không ai nuôi chó để cho nó cắn quẹ chân bao giờ. Mà lại có còn điều này nữa, nuôi con mèo hay con chó thì cũng phải tùy gia cảnh. Nhà giàu nuôi là phải, bởi vì nhà giàu sợ trộm lại còn nhiều cơm hớt. Con nhà nghèo rớt mồng tơi như nhà hắn, nuôi làm gì? Giá thử con trẻ nhỏ thì nuôi con chó cũng còn được việc. Nhưng nhà không còn trẻ nhỏ, thằng cu đã lên ba, nó đã có thể ra vườn được. Hạt gạo năm nay khó chuốc như hạt ngọc, đến bữa ăn phải chia tính đầu người để chia cơm. Cứ tình hình ấy thì phải dở hơi lắm mới nuôi một con chó để chẳng có việc gì cho nó làm. Thế là đủ lắm, hắn sung sướng vì đã nghĩ ra điều ấy. Hắn gật đầu luôn mấy cái, rồi hắn đưa mắt nhìn trộm con chó vẹn. Con chó vẹn đã lại nằm thiêu thiêu một góc chuối. Quả thật, nó đã đến ngày tận số. Hắn đi tìm cái thúng, rón rén đi vòng ra phía sau đuôi con chó. Ấp, con chó giật mình đến thót, nỗi nguy chụp xuống, nó bị thu gọn trong cái thúng, không còn chỗ này chỗ mà dãy ruộng. Trong khi ấy, thằng người kêu rối rít: chúng mày ơi, tao úp được chó rồi. Lũ trẻ con đang nghịch đất, quăng cả những cái bẹ mèo chuối đi, xô đẩy nhau ngã kêu chí chóe và vừa chạy về vừa reo lên: chúng mày ơi, thầy úp được chó rồi, a ha. Người cha bảo: chúng mày xuống cả lại đây, đè chặt lấy, đè thật chặt. Con gái và cu nhớn, cu nhỡ, cu con xúm lại, đứa tỉ tay, đứa tỉ chân, đứa ngồi cả lên trôn thúng. Người bố tìm gậy để ngáng lên cổ chó mà nhận xuống. Lũ trẻ bắt đầu bàn tán: thầy giết chó nhỉ? Ừ, thầy giết chó để làm thịt chén, thích nhỉ cu con nhỉ? Thầy cho cả chúng ta ăn thịt chó nữa, tao cũng được ăn thịt chó. Ừ, thầy cho cả mày, cả tao, cả chị gái. Chúng mày có im cả không? Chó ra bây giờ thì mất ăn. Người đàn bà đi chợ về, thị cười tủm tỉm cười. Thị cười vì nghĩ đến đàn con hôm nay chẳng biết cao hứng thế nào. Thị đã mua cho chúng những 4 cây mía lách, những 3 trinh kia đấy. Như thế là kẻ đã nhiều lắm. Cả đội hàng của chị là đem đi buổi sáng bán được vừa 6 xu. Vì đâu lại có sự hoang phí ấy.
bởi có lẽ hôm nay trời mát, có lẽ bởi thị thương thằng con cu con. Mỗi lần mẹ vào chợ về, cứ nghe ngóng các anh reo là cu con lại thét lên, hình như nó sợ các anh chạy ra trước nó. Có khi nó khóc, có khi mải mốt quá, nó ngã lộn tùng phèo từ trên hè xuống sân. Ấy thế mà người 10 lần thì đến 9, mẹ nó chỉ chìa cho nó bàn tay không. Người đàn bà nghĩ đến cái bộ mặt tiêu nghỉu của các con lúc nào, giỏ nước mắt ra lúc ấy, trông thương đứt ruột, nhưng biết làm sao được, đã đành là quà của nó chỉ một đồng trinh là đủ, nhưng không thể đong một hào chín xu rưỡi gạo mà cái ngữ tiêu trong gia đình chị mỗi ngày không thể quá 2 đồng hào. Vậy có thương con thì cũng để bụng. Còn cái sự mua quà thật khó lòng thay, nhưng thời tiết ảnh hưởng đến người ta rất lạ lùng. Hôm nay người mẹ đáng thương kia thấy dễ chịu trong người, khí nóng lặng nề của mùa hạ đã tan rồi, cái rét sắc như dao của mùa đông chưa tới, trời xanh ngắt, nắng êm êm, gió phơi phới trên da cho người ta cái cảm giác nhẹ nhõm sau khi tắm. Tạo vật hiền hòa lắm, tạo vật không đè nén và dọa lạt, người ta tin tưởng vào đời hơn. Người mẹ nghĩ rằng mát mẻ thế này thì làm việc là một trò chơi. Rồi giờ thị lại nghĩ rằng nếu mía lách đem đi chợ mà không có người mua thì chẳng ai đem đến chợ. Ấy thế là chị đánh liều bỏ ra xu rưỡi và chọn lấy 4 cây vừa ngon vừa dài. Chọn xong thị cũng thấy tiếc tiền, và trên đường về thị còn luẩn quẩn nghĩ đến xu rưỡi mãi. Nhưng thị lại nghĩ đến thằng cu con, đến lúc nó sẽ bíu chặt lấy mẹ mấy cây mía lách mà cười nấc lên, vậy thì chẳng lên tiếc nữa, có mất gì đâu, con thị nó sẽ ăn vào miệng. Về đến nhà thị cảm động quá, hơi run, môi thị tự nhiên mỉm cười, nhưng chẳng có đứa con nào reo, chẳng có đứa nào trông thấy mẹ, chúng đi đâu cả. Thị vừa gọi vừa hoảng hốt chạy ra ngoài bờ ao. À hú vía, chúng nó đây cả rồi, nhưng làm gì mà giao thớt bừa bộn thế. Thị hơi sửng sốt vì bố chúng đang thả một con chó thui xuống nước và cầm một búi rơm kỳ cọ, sao lại có sự long trọng ấy. Thị đã toan hỏi nhưng lại nín, vì cả có mấy người anh em bạn chồng. À phải, hôm nay có nhà dỗ ông nào, bà nào đây. Thị ngây mặt ra cố nhớ 25 tháng 9, không, mà không phải, dỗ chạp gì hôm nay. Lửa giận chợt bốc lên ngùn ngụt, thị thâm tím mặt, thị biết chẳng phải dỗ chạp gì cả, và có dỗ cũng chẳng cần giết chó. Xưa nay có bao giờ phải giết chó mới làm được dỗ, nhà nghèo trả bát cơm bát canh thượng vài số vài, 3 hào chỉ là đủ lắm. Gọi là có nhớ đến ông bà tổ tiên cho khỏi tội, làm gì mà phải linh đình thế, khốn nạn cho thị lắm. Cái số thị chẳng ra gì lên vớ phải một thằng chồng không biết lo biết nghĩ, chỉ thích ăn thích uống, còn chó to bằng ấy lúc này bán đâu chẳng nổi 3 đồng bạc, cả nhà ăn gạo hàng nửa tháng. Ấy thế mà nuôi cái môi nó vừa máy lên một cái, nó đã đè ra và giết ngay, ăn hoang phá hoại, ăn uống thế có khác gì ăn thịt con không hả trời. Thị nghẹn ngào cả cổ, thị muốn gào thật lớn, nhưng còn vướng mấy người bạn ở đây, thôi cũng đành cắn răng, nhưng thị không còn sức mà đứng nhìn nó nữa. Thị chạy về nhà phình phịch, thị quăng thị xuống cái phản gỗ sung đến phịch, chao ôi là chán nản, thị thấy một nỗi chán nản rời xa tâm lớn người. Một lúc thật lâu anh chồng về, anh vừa lau tay vào mặt vạt áo vừa tươi cười hỏi, nhà còn gạo không? Làm gì mà còn gạo? Thế thì làm sao được, muốn làm sao thì làm. Anh bẽ mặt lắm, giá lúc ấy khác thì anh đã cho vài cái tát, nhưng lúc này làm thế có khác gì đuổi bạn. Và lại chị vợ đang tức tối, đánh thị chắc thị sẽ gào lên đến 7 làng nghe thấy, còn ra cái quái gì. Anh cũng đành cười gượng mà nịnh nọt cho xong chuyện, bưa mẻ chịu khó đi đong chịu vậy, tôi không dỗi. Hắn lộ tiết lên rồi nhưng không còn nhịn được nữa, mắt hắn trợn lên, hắn gườm nhìn vợ một giây rồi hộc hạc, cái giống nhà mày khó bảo. Người mắt người vợ đã dần dần nước, hắn biết là hắn thắng, chỉ cần khéo hơn một chút, hắn lại xoa tay dịu đấu. Cái thứ người đâu mà ngang như cua vậy, phải biết tao muốn mất tiền làm gì chứ, nhưng chết cái là ăn của người ta mãi, chẳng lẽ không mời lại người ta một bữa thì cái mặt mình còn ra cái mặt gì. Nhân tiện con chó nhà nó ăn phải bả hay sao mà chẳng biết, sáng hôm nay cứ rú lên rồi lăn ra dãy chết. À ra thế, thì hơi nguôi lòng một chút. Thật ra thì thị biết không nguôi, không được, nó cục như chó vậy, ương với nó thượng cẳng chân hạ cẳng tay là thường, thiệt thân mà kết cục vẫn phải đủ gạo cho nó đâu thổi. Thị đứng lên vừa nguýt hắn vừa lọ bọng, đong mấy hào. Thế là hắn lại đổi mặt ra tươi cười, thì bu mày liệu đấy, có 3 người khách với tôi là 4, với mẹ con nhà mày nữa.
Mẹ con chúng tôi thì nhìn đong chịu chỉ có thể đong đến 5 hào là hết đất, ai bán cho mình hơn. Ừ thì đong 5 hào vậy, bảo với bảo mẹ Xuân bán chịu cho tao chai rượu nữa, mà cầm cả chai nước mắm đi mua chịu cho tao 1 hào. Bao nhiêu là thứ, thị rên lên như một người mất cướp, nhưng nó đã muốn chết thì mặc nó, thị cứ mua cho nó, rồi bán cái gì đi mà trả nợ thì cứ bán, còn thì ăn hết thì nhịn, bố ăn lắm thì con chết đói, cùng lắm bồng bế nhau đi ăn mày. Bây giờ mọi thứ thức đã xong rồi, con chó hơi gầy nhưng gầy cũng tốt, hai bát tiết canh đông lắm. Ấy thế là ấy là cái điểm lành báo rằng cuộc vui sẽ hoàn toàn. Những miếng thịt ngon tái lộn hột ngay vào hai cái bát chậu thật to cho khỏi lôi thôi, vẽ vời đơm vào đĩa hẳn hoay thì biết đằng nào đĩa cho xuể. Nổi sáo bốc hơi thơm lựng, chẳng cần múc làm gì cho rách việc bát. Sau khi đã hỏi qua ý khách, chủ nhà định bê cả nồi lên để múc vào ăn cơm. Lúc nào ăn cơm hãy múc ra, múc ngay vào những bát bây giờ cũng đựng tái, như vậy tiện. Chỉ có hai cái bát mà là đủ cả, ăn hết rồi lại múc. Ăn thịt chứ cứ phải ăn bát đâu mà cẩn. Hắn lảm nhảm bênh vực cho cái cách dự định của hắn như thế mãi, tuy chẳng có ai phản đối. Họ cũng thừa biết cả cự nhà cả cửa cả cơ nghiệp nhà hắn chỉ có hai cái bát tậu chậu ấy thôi, nhưng có gì, miễn là được uống rượu sớm hơn một chút. Anh nào anh đấy đói ngấu, mà cái mùi thịt chó bốc lên thơm vô cùng, bao nhiêu là nước răng. Chủ nhân sau một cái liếm môi rất nhẹn, hất hàm hỏi khách: xong rồi chứ? Xong. Bưng mâm nhá. Ừ, làm thì làm. Nào, bưng mâm. Hắn giang hai chân, khuỳnh hai cái cánh tay và thè lẻ cái lưỡi như một con chó về mùa nắng. Trông như hắn muốn vần một cái cối đá nhất chứ không phải là để bưng một cái mâm bằng gỗ. Nhưng thật ra đó chỉ là một cử chỉ trịnh trọng và sung sướng. Binh hữu giơ bàn tay trái lên làm chống khẩu, dùng chống trỏ tay kia làm rồi, ưỡn ngực ra và gõ kêu tung, tung, tung. Ấy là cái hiệu trống để báo, để cho phu khắc kiệu vai lên vai. Chủ nhân ý tứ mừng lừng cái mâm thịt chó lên ngang mặt, tung tung, thế là nghĩa đi đi. Và chúng đi, lũ trẻ thấy người lớn cũng làm trò như chúng, thích chí cười sằng sặc. Chúng tuốn vào nhà trước như đàn ruồi. Cú nhỡ trèo lên phản ngồi xếp bằng sẵn, cú con trèo không kịp khóc oa lên, nhưng người bố trợn mắt thật to và quát: nhưng thằng này hỗn, chỗ chúng mày ngồi đấy à? Cú nhỡ cười như mếu vội vàng tụt xuống. Cú nhỡ thấy lấy thế làm khoái lắm, nó vừa lêu lêu vừa em vừa xạo: xấu không ngồi đấy, xấu không ngồi đấy đi. Nhưng nó cũng cụt hứng ngay, bố nó quay lại nói: còn mày nữa, không xách cái thằng cu con đi à? Đưa nhau xuống bếp rồi ăn cơm. Khi cả ba đứa trẻ đã lụt cụt chạy ra rồi, hắn mới đặt mâm xuống phản, nháy mắt và xách môi lên để làm cái điệu bộ cười, rồi toang bảo như một kẻ đã cả vẫn đi ăn, đi họp: lao tét, chỗ này là chỗ quan viên uống rượu, có phải không các cụ? Nhiều cử bẹt mồm ra: bẩm cụ bá, dạy thế thật là chi lý. Ô, có chăng thì thế chứ, vậy mời quan viên nào. Ba ông khách ngồi, chủ nhân chắp hai tay trước ngực rồi lại đưa tay phải lên đầu gãi, lầm rầm như khấn ông vải về ăn cỗ: bẩm các cụ, chả mấy khi các cụ có lòng chiếu cố đến chơi nhà chúng cháu, gọi là chén rượu nhạt, xin rước các cụ cứ thật thà đi cho. À, tiếng nghe mới rất sang, rung lên trong cái cổ họng của binh hữu, bắt trước giọng ông tránh ngạc cả bốn anh cùng cười. Chủ nhân rót rượu ra hai cái bát, hai người uống chung một bát, chúng bắt đầu ăn uống tranh nhau nói và cười rung cả mái nhà. Người mẹ rất cỏm cõi và bốn đứa con gầy ốm quây quẩn với nhau trong xó bếp. Trong gia đình này, năm mẹ con thường giống như một bọn dân hèn yếu, cùng chung phận con sâu cái kiến dưới cái ách một ông bạo chúa. Thấy lũ con đứa nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, người mẹ thương con đứt ruột, biết rằng thì chúng đói. Khi người ta đã đói mà lại ngửi thấy mùi thịt chó thì bụng càng đói thêm. Thế mà bữa rượu của người bố với ba ông khách cứ kéo dài mãi, nghĩ mà bực quá. Cái thể không chết được, chứ giá chết được thì thị cũng chỉ thắt cổ mà chết đi cho rồi. Thị dỗ con: cố mà nhịn lúc nữa các con ạ, đợi trên nhà ăn xong còn thừa thì ta ăn. Rồi muốn cho chúng quên đi, thị sổ tóc ra cho chúng súng vào bắt cháy. Ui chà, nhiều cháy quá. Chỉ có việc rẽ một đám tóc ra là đủ cả thấy 4-5 con bò lổm ngổm. Cái gái và cu nhớn, cu nhỡ thi nhau bắt. Chúng cho cu con mấy con cháy cành làm trâu. Mới đầu cái trò chơi ấy cũng hay hay, nhưng chỉ một lúc là chúng chán. Thằng cu con ra hiệu đình công trước, lo lăn vào lòng mẹ oằn oại vừa hụ hị kêu: bu, con đói, đói, bu ơi.
Tức khắc những đứa con kia cũng nhớ ra rằng chúng đói. Chúng không bắt chế cho mẹ nữa. Chúng thở dài, chúng nước nước bọt nhem nhép. Chúng thừ mặt ra, chúng nằm ẹp xuống đất và lật áo lên để khoe cái bụng. Bụng đứa nào đứa đấy gần dính lưng. Mắt thị rơm rớm nước. Cũng may tiếng người bố trên nhà gọi: "Cái gái đâu? Dẹp mâm đi này." Bốn đứa trẻ cùng nhỏm dậy, mặt chúng đột nhiên tươi tỉnh lại. Gái vâng một tiếng thật to và chạy lên. Cù nhớn cù nhỡ ngồi chồm chỗm đợi. Lát sau cái gái bê mâm xuống, nó cũng nâng lên ngang mặt như cha lúc nãy. Các em nó đứng cả lên, trực đu lấy cái mâm. Nó càng nâng cao hơn, mồm thét: "Khoan, khoan, kẻo vỡ." Cù nhớn thét: "Thì bỏ xuống." Cái gái vinh mặt lên trêu nó: "Không bỏ, không cho chúng mày ăn. Có sợ thật thành tật không? Không cho ăn thật đấy." Cù nhỡ sốt ruột khoanh mặt lại vành nhau với chị: "Làm trò mãi, có bỏ xuống đây không nào?" Cái hạ nhanh mâm xuống đất bảo: "Này, ăn đi." Nó ngẩng mặt lên nhìn các em cười the thé. Người mẹ xịu ngay xuống, trong mâm chỉ còn bát không. Thằng cu con khóc òa lên, nó lăn ra chân đập như một người dễ chết, tay cào xé mẹ. Người mẹ đỏ mũi lên và mếu sạch đi, rưng rưng khóc. Cái gái cu nhớn cu nhỡ cũng khóc theo. Thật quá buồn.